Đại học Tân Tạo là trường đại học tư thục không vì lợi nhuận, tức toàn bộ lợi nhuận có được trong quá trình đào tạo, nghiên cứu khoa học và do các cá nhân tổ chức đóng góp đều được sử dụng cho mục đích tái đầu tư phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của nhà trường. Lợi nhuận không thuộc về bất cứ cá nhân nào. Trường được thành lập vào ngày 25 tháng 11 năm 2010 theo quyết định 2154 trên QĐ-TTg thành lập trường Đại học Tân Tạo của Thủ tướng Chính phủ. Được khởi công xây dựng từ năm 2008 với tổng diện tích khoảng 103 ha. Trường Đại học Tân Tạo là trái tim của khu đô thị thành phố ICT Tân Đức, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Trong khuôn viên rộng 103 ha, Đại học Tân Tạo xây theo một kế hoạch tổng thể đồng bộ các khu giáo vụ, giảng đường, thư viện, khu thí nghiệm, khu ký túc xá cho sinh viên, nhà lưu trú giáo sư, khu thể thao và sinh hoạt văn thể mỹ và các khu y tế, dịch vụ vui chơi giải trí. Bên cạnh đó, hệ thống công viên nối liền kề và các khu sinh hoạt ngoài trời là điểm nhấn cho một trường đại học xanh giữa đô thị. Đại học Tân Tạo áp dụng mô hình giảng dạy và nghiên cứu từ các trường đại học danh tiếng ở Mỹ như Đại học Harvard, Đại học Duke và Đại học Rice. Với con tim và khối óc của người sáng lập, nhà hoạch định chiến lược bà Đặng Thị Hoàng Yến, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Tân Tạo và với một hội đồng cố vấn quốc tế uy tín gồm giáo sư Malcolm Hewitt, giáo sư kinh tế học nguyên và viện trưởng trường Đại học Rice, giáo sư Elton S. Levy, hiệu trưởng Đại học Rice, thành viên Hội đồng Tư vấn Khoa học NASA, tiến sĩ Charles J. Henry, nguyên phó hiệu trưởng trường Đại học Rice, giám đốc Hội đồng Thư viện và Lưu trữ Thông tin và giáo sư tiến sĩ anh hùng lao động nhà giáo nhân dân Võ Tòng Xuân, nguyên phó hiệu trưởng Đại học Cần Thơ và hiệu trưởng trường Đại học An Giang, hiện giữ cương vị hiệu trưởng trường Đại học Tân Tạo. Đại học Tân Tạo giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, sinh viên được dạy tiếng Anh đầu vào miễn phí do các giảng viên ESL, 50% là người bản xứ của khoa nhân văn và ngôn ngữ giảng dạy, sau khi đạt điểm TOEFL từ 500 trở lên đối với các ngành kỹ thuật, 520 trở lên đối với các ngành khác, sinh viên bắt đầu vào học chuyên ngành. Việc giảng dạy chuyên ngành cho sinh viên luôn gắn kết với các khóa nâng cao trình độ tiếng Anh và các khóa học kỹ năng khác. Trường Đại học Tân Tạo khai giảng khóa đầu tiên vào năm 2011 với 8 chuyên ngành bao gồm kỹ thuật công trình xây dựng, kỹ thuật điện điện tử, khoa học máy tính, tài chính ngân hàng, kế toán kiểm toán, kinh doanh quốc tế, quản trị kinh doanh và ngôn ngữ Anh. Tất cả sinh viên năm thứ nhất được nhận học bổng toàn phần từ quỹ học bổng ITA vì tương lai, bao gồm học phí, phí ăn ở, chăm sóc sức khỏe định kỳ, chi phí mua giáo trình tài liệu. Năm học tiếp theo, học bổng được cấp dựa trên kết quả học tập năm trước đó của sinh viên. Kết thúc năm học đầu tiên năm 2011-2012, có 99% sinh viên đang theo học tiếp tục nhận được học bổng toàn phần cho năm học thứ hai. Chính thức hoạt động năm 2011, từ sự đầu tư mạnh mẽ về cơ sở vật chất kỹ thuật và trang thiết bị học tập nghiên cứu cùng quyết tâm của ban giám hiệu. 3 năm qua, trường Đại học Tân Tạo đã bước đầu định hình rõ nét hướng đào tạo theo chuẩn đầu ra kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế. Hiện tại, 100% giảng viên của nhà trường là người nước ngoài hoặc là người Việt Nam được đào tạo tại nước ngoài, có học vị thạc sĩ, tiến sĩ. Hơn một nửa trong số đó đã từng công tác tại các trường đại học, học viện, viện nghiên cứu và tập đoàn kinh tế tài chính nổi tiếng thế giới tại các quốc gia Hoa Kỳ, Pháp, Anh, Nhật và Singapore. Song song với công tác giảng dạy và hỗ trợ sinh viên, trong năm 2011-2012, đội ngũ giảng viên của trường đã xuất sắc công bố 34 công trình nghiên cứu trên các tạp chí khoa học nổi tiếng trên thế giới. Hai tiến sĩ trẻ đạt được giải thưởng nghiên cứu trẻ 2012 của Hội Vật lý lý thuyết và giải của Viện Toán học Việt Nam và một tiến sĩ khác vinh dự được lựa chọn là một trong 3 nhà nghiên cứu trẻ Việt Nam tham dự Hội nghị các nhà nghiên cứu trẻ toàn cầu năm 2013 tại Singapore. Một số công trình nghiên cứu của giảng viên, nhà khoa học trẻ của Đại học Tân Tạo đã được các quỹ khoa học trong và ngoài nước hỗ trợ tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu. Những thành quả trong hơn một năm qua của Đại học Tân Tạo, nếu đem so sánh, phải mất nhiều năm các đại học khác mới đạt được. Thành tích học tập của sinh viên cùng những kết quả nghiên cứu khoa học của giảng viên đã thêm phần khẳng định chất lượng và uy tín của Đại học Tân Tạo trong công tác đào tạo nghiên cứu khoa học, là động lực thúc đẩy quyết tâm của ban cố vấn, hội đồng quản trị và ban giám hiệu tiếp tục đầu tư mạnh mẽ cho sự phát triển trường vươn xa tầm khu vực và thế giới, hướng đến mục tiêu là một trong 10 trường đại học tốt nhất khu vực Đông Nam Á trong thời gian không xa. Tôi đang làm việc tại trường Đại học Kiến Quốc của Hàn Quốc, một trong những trường rất là nổi tiếng và lớn của Hàn Quốc. Thì 2 năm trước đây tôi đã có cơ duyên biết được trường Đại học Tân Tạo và đến thăm trường Đại học Tân Tạo. Thì tôi thấy Đại học Tân Tạo có một cái tương lai rất tốt và tôi nghĩ Đại học Tân Tạo sẽ là một cái trường đại học góp phần rất là tốt cho sự phát triển của giáo dục Việt Nam. Và tôi cũng nhận thấy là trường Đại học Tân Tạo
À, không những có một cái đội ngũ giáo viên tốt mà có một khung cảnh rất là academic, và cái này rất là sẽ giúp cho các sinh viên có thể toại nguyện những ước mơ như học tập và nghiên cứu. Chính vì vậy tôi khi được quyết định trở về Việt Nam thì tôi có ý định Tân Tạo, Đại học Tân Tạo sẽ là một trong những nơi tôi sẽ làm việc và cống hiến cho sự giáo dục của nền giáo dục Việt Nam. Về cảm nhận của tôi đối với Đại học Tân Tạo thì tôi thích Đại học Tân Tạo vì Đại học Tân Tạo có một khung cảnh rất là đẹp, một khung cảnh academic đủ để cho các sinh viên có thể học tập và nghiên cứu. Và tôi cũng đã có một buổi nói chuyện với các em sinh viên Đại học Tân Tạo cũng như là sinh viên trường chuyên của Đại học Tân Tạo, thì tôi thấy thật bất ngờ là các em nói tiếng Anh rất là lưu loát và các em có những câu hỏi rất là thú vị khi tôi nói chuyện về công nghệ sinh học. Thì chính những điều đó đã làm cho tôi rất là thật sự là xúc động, và chính vì các em tôi cũng đã hứa là tôi sẽ cùng bên cạnh các em để mà cùng các em đào tạo các em trở thành những cái công dân tốt, những nhà chuyên gia, những nhà khoa học hữu ích cho đất nước. Ngoài thành tích trong học tập và nghiên cứu khoa học, hoạt động của trường Đại học Tân Tạo còn nổi bật hơn với hai mảng hoạt động đáng chú ý năm 2011-2012 vừa qua như sau. 1. Xây dựng các câu lạc bộ của sinh viên. Ngay trong năm học đầu tiên 2011-2012 và nửa đầu năm học 2012-2013, phòng sinh viên vụ nhà trường cùng sinh viên các khoa đã xây dựng thành công 4 mô hình câu lạc bộ hỗ trợ tích cực việc học tập và rèn luyện của sinh viên, tạo môi trường để sinh viên rèn luyện các kỹ năng cần thiết cho tương lai. Tiêu biểu đó là câu lạc bộ tiếng Anh hỗ trợ sinh viên học tập và rèn luyện thành thạo 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh. Câu lạc bộ truyền thông giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng báo chí, truyền hình và truyền thông cá nhân, truyền thông thương hiệu. Câu lạc bộ âm nhạc là môi trường để sinh viên thư giãn và phát huy năng khiếu ca múa, nhạc kịch. Câu lạc bộ thể thao môi trường để sinh viên rèn luyện sức khỏe. Trong hơn một năm qua, các câu lạc bộ liên tục đưa ra nhiều hoạt động hấp dẫn, đẩy mạnh phong trào học tập và rèn luyện của sinh viên toàn trường. Trong tất cả các sự kiện lớn của nhà trường, thành viên trong các câu lạc bộ đều tham gia đóng góp tích cực, góp phần xứng đáng vào thành công chung. Tiếp nối thành công của những năm trước, tháng 9 2012 vừa qua, giải thưởng Hoa Trạng Nguyên, giải thưởng tôn vinh những học sinh nghèo học giỏi, những thủ khoa đại học xuất sắc của tất cả các trường trên toàn quốc do tập đoàn Tân Tạo phối hợp với một số cơ quan tổ chức bước vào năm thứ 5. Trường Đại học Tân Tạo lần thứ 3 liên tiếp vinh dự được chọn là nơi đăng cai tổ chức sự kiện đầy ý nghĩa này tại khu vực phía Nam. Lễ trao giải thưởng Hoa Trạng Nguyên tại Đại học Tân Tạo còn đặc biệt hơn bởi đã 2 năm qua sự kiện này gắn liền với lễ khai giảng năm học mới của nhà trường. Năm 2011, Trường Đại học Tân Tạo cũng vinh dự là nơi diễn ra sự kiện hội tụ của gần 40 nhà khoa học vật lý hạt nhân hàng đầu khu vực và thế giới trong hội nghị vật lý hạt nhân quốc tế tại Đại học Tân Tạo lần thứ nhất. Đây là sự kiện đặc biệt bởi tính chung toàn Việt Nam và ngay cả khu vực, ít có trường đại học nào tự đứng ra tổ chức và quy tụ được những nhà khoa học vật lý hạt nhân hàng đầu thế giới trong cùng một sự kiện tương tự. Năm 2013, Trường Đại học Tân Tạo sẽ là nơi đăng cai tổ chức hội nghị ARBS Meeting 2013, hội nghị về công nghệ sinh học trong sinh sản. Sự kiện sẽ có sự tham gia của hàng trăm khách mời là các chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu thế giới đến từ khoảng 20 nước trên thế giới có nền công nghệ sinh học phát triển mạnh như Mỹ, Anh, Cộng hòa Séc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Ngoài những sự kiện lớn trên, nhiều hoạt động, sự kiện ý nghĩa khác cũng được tổ chức liên tiếp và sôi nổi. Tiêu biểu như lễ hội Halloween được tổ chức quy mô tại Trung tâm Hội nghị Giải trí Canary Club, meeting chào mừng Ngày hội Nhà giáo Việt Nam đầy ý nghĩa, các hoạt động văn thể mỹ, thi đấu giao lưu thể thao, giao lưu văn nghệ mừng các dịp kỷ niệm, các hoạt động thực hiện học tập. Ngoài ra, Trường Đại học Tân Tạo cũng thường xuyên là địa chỉ đón tiếp nhiều phái đoàn giảng viên, khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước tới tham quan, tìm hiểu mô hình hoạt động và tìm kiếm cơ hội hợp tác với nhà trường. Tất cả những hoạt động của sinh viên, giảng viên và cán bộ viên chức nhà trường thời gian qua đã làm sinh động thêm môi trường học tập chuyên nghiệp tại ngôi trường đại học còn non trẻ, đang vươn mình đến những mục tiêu cao hơn, xa hơn trong bảng vàng thành tích giáo dục của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.